Hi, xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kết nối âm thanh từ loa từ TV thông minh của hãng Samsung các bạn ra loa Bluetooth các bạn nhé. Thì thứ tự các bước thì mình sẽ thực hiện như sau. Trước khi và bây giờ các bạn hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ giúp Giang nha. Rồi, sau đây là trình tự từng bước để các bạn kết nối âm thanh của TV sang loa nha. Thì cái bước đầu tiên để các bạn bấm cái nút có hình cái máy nhà này nè, bấm vô đây, nó sẽ ra giao diện như này. Bạn sẽ qua phần cài đặt đây, bấm OK nhé. OK là cái nút giữa này nhé. Đây sẽ có những cái mục nào là hình ảnh âm thanh như này nè, xuống âm thanh này, đầu ra âm thanh. Để các bạn đầu ra âm thanh này, các bạn chọn cái tên Bluetooth của cái thiết bị của các bạn ấy, là nó sẽ kết nối được âm thanh từ TV ra loa Bluetooth. Chỉ vài thao tác đơn giản vậy thôi các bạn. Trước đây là loa TV này, đây là tên thiết bị của các bạn này, các bạn bấm vào đây là nó sẽ kết nối được thôi. Rất đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn thành công nha. Ngoài ra còn 1,3 tấn hàng hóa gồm nồi inox, chảo chống dính, đồ sành sứ. Tất cả số hàng trên đều có xuất xứ nước ngoài và đều là hàng đã qua sử dụng. Toàn bộ số hàng không có giấy tờ nhập khẩu, không chứng minh được nguồn gốc.